đây nha, chứ không có ai đứng nhìn đây nó có bị lạ. Leo lên được không? Leo lên trèo đi thôi. Chậm chưa? Còn cổ
xong. Sao nó quay tròn hay hoài? Đánh quá nó đây không nào. Hai đứa ơi, bơi qua đi qua bên bãi cát luôn kìa.